Sẹo thâm là một trong những nỗi ám ảnh của chị em phụ nữ, đặc biệt là ở vùng mặt, chân hoặc cánh tay. Tận dụng những nguồn nguyên liệu rẻ tiền này thì điều đó sẽ không trở thành vấn đề nữa. Chanh, dứa. Trong dứa và chanh chứa dồi dào các thành phần axit citric, một dạng AHA giúp thúc đẩy tái tạo các lớp biểu bì dưới da. Chúng được cho là có khả năng ăn mòn các vết sẹo và tái tạo lại làn da từ cõi chết. Chỉ cần dùng hỗn hợp hai loại nước ép này massage và đắp khoảng 10 phút một lần, sau đó rửa sạch bằng nước lạnh. Bạn thực hiện điều đó mỗi khoảng 3 lần sẽ cho ra công dụng vô cùng hiệu quả. Rau má. Bạn chỉ cần rửa sạch rau má rồi giã nhỏ, lấy nước cốt của rau. Sau đó bạn dùng tăm bông hoặc bông gòn thấm nước rau má rồi chấm lên vùng da có sẹo, massage nhẹ nhàng rồi để khoảng vài phút cho da khô và rửa lại bằng nước ấm. Bạn nên thực hiện tuần 2 lần và làm từ 7 đến 10 ngày sẽ cho kết quả đáng ngạc nhiên. Ngoài ra, bạn cũng có thể trộn nước cốt rau má với sữa chua để làm mặt nạ đắp. Cách này vừa giúp lỗ chân lông thông thoáng, vừa cải thiện sắc tố da và xóa mờ các vết sẹo cứng đầu. Ngải cứu. Các hoạt chất trong ngải cứu có tác dụng làm tăng tuần hoàn máu, giúp làm tan máu đông, máu cục, do đó nó sẽ làm mờ các vết thâm trên da của bạn một cách dễ dàng. Cách dùng lá ngải cứu, chỉ cần đun thật sôi để ngải cứu chín nhừ, tiết hết các hoạt chất ra, sau đó vớt bỏ xác ngải cứu rồi để nước thật nguội. Mỗi tối và sáng, bạn nên dùng nước này để rửa mặt thay cho các loại mỹ phẩm. Khoai tây. Ngoài công dụng làm mịn da, khoai tây chính là thần dược giúp điều trị các vết sẹo cứng đầu trên da của bạn. Mặt nạ khoai tây với sữa không đường sẽ giúp da hồng hào và sáng mịn trông thấy. Chúng còn giúp làm mờ các vết sẹo và tái tạo những mô mới, giúp bề mặt da láng mịn hơn. Nếu thường xuyên áp dụng khoai tây như một loại mặt nạ, bạn không cần phải lo lắng về những vấn đề như mụn hay sắc tố đen, mà ngược lại, da bạn sẽ dần mịn màng hơn, những nếp nhăn giảm đi trông thấy. Cùng với đó là sự trắng lên ngay cả những vùng da đậm màu như mọng mắt. Với những công thức trị sẹo đơn giản và hiệu quả như trên, chắc chắn làn da của bạn sẽ được giải cứu khỏi các vết sẹo cứng đầu đấy nhé! Cùng xem nhiều thông tin bổ ích hơn nữa tại website emdep.vn hoặc subscribe kênh Em Đẹp TV nhé!